chào anh chị mình nha Bữa nay thì em có lên hai bò mẹ con cái gì Mẫu đẹp đẹp không nha Bò mẹ con cái ba bơ với là bò mẹ con cái uh, xin anh chị Để em quay mẹ con cái đầu tiên nha Mẹ này thì em kiểm tra thì sáng mặt nằm trên đỉnh đầu nha Đó sáng lưng thì nghiêm chỉnh đàng hoàng Đòn dài cậy đuôi to hoa đen bự anh chị Đó bò này thì uh, vú bốn gì chị Mát sữa dữ lắm nha Lòng hồng rúng chen. Giò cẳng đi chân móng anh chị Mình thấy bò này chân móng bự không anh chị đó bò này xương lớn nha móng thì móng sò trước sau gọn gàng không có tật lỗi búa dò nha gì cũng không rõ đuôi nha bò nuôi thả dài mượt bò đó yếm rúng đồ đẹp bò gì học len giá điểm mi ha không có tật lỗi gì hết nha gì thì à, con bò mẹ này á, thì à, tướng mã thì bò này mẫu thùng dạo nha xương sóc thì rất là mâm xương chậu lớn cái gì dai to bự có gu đó bò mẹ thì thì à, em đo ngay số lưng á, thì cao là một m hai bò ha mẫu bò mai thùng cái gì bò này thì tướng thì cũng có bị ngang nha có thùng dạo đang con con làm bò cái ba bê được ba tháng rưỡi mà nó rất là mờ nha gì rất là lực luôn mẹ con này thì rất là mát sữa cực kỳ nha gì đó bò mẹ tốt bò ha đó mẹ con này là mẹ con cái ba bê mẹ bông ba thùng cái gì xương sóc anh chị cũng thấy rồi ha rất là lớn luôn anh chị, đó bò này bốn vú đều ha cái bầu sữa phải nói là nó mát sữa dữ lắm anh gì bò mát sữa dữ dằn ha em bao mát sữa cho anh chị nha đó, cao mét 24 bò, không có len giá, không đặt lỗi nha. Mới đẻ hai con anh chị. Đó, con lưới hai thì đang cùng con làm bò cái nha. Cái con bò cái mẹ bơm mai thùng này á, thì em có hỏi thăm chủ nhà nói là bò mẹ này á, thì anh đã vô tin rồi nha. Mới cái tên lại được 27 ngày cũng cái tin là ba b luôn nha anh chị, cũng là ba b đen luôn nha Đã vô tin được 27 ngày rồi nha anh chị. Đó thì về cô chú chị mình nuôi thêm nha. Con nó thì con bò cái ba b được, được 3 tháng rưỡi nha anh chị. Đó, được 3 tháng rưỡi bò nha để em tiến gần em quay kỹ cho cô chú anh chị mình coi ha cho thực tế nha anh chị đó con bò này đít trần dần nha lưng đôi đầu trụi sái mặt sái lưng đầu nghiêm chỉnh nè đó cái lưng người tắm nước làng anh chị đòn dây sọc ha đó rúng dò cẳng đồ nói chung là hoàn toàn là ok nha đặt gì, anh chị không có tật lỗi gì anh chơi bò này thì à, em đo ngay sái lưng á, thì nó cao là chín tắc sáu anh chị đó bò con ha bò con cái bơ bê này cao là chín tắc sáu được 3 tháng rưỡi tuổi bò lông da thì một đang thui nha anh chị ha đó thì mẹ con này em cập nhật giá cho chị luôn nha 28 triệu anh chị Đó 28 triệu nha Là anh chị mình mua được cái mẹ con mà cái bơm bay thùng mát sữa nha Bò này nó mát sữa cực kỳ nha anh chị Nên là em bao mát sữa cho anh chị mình nha Thì anh chị mình thấy là bò mẹ nó mát sữa Nên là con nó được mời như thế này nha anh chị ha Chứ mà những cái con bò mà vú bóm không có Như cái mấy cái con đó thì nó nóng sữa lắm anh chị Vú bóm tem nhách ha Nó không có được mấy cái con mà vú bóm như thế này nha anh chị Bò này thì em bán điện bao mát sữa nha Bao tắt tật cho chị luôn nha Bao lòi đơm cho chị mình trong vòng là 5 tháng luôn nha chị ha Đó Bao cho chị mình ha Đó Giá bộ đầu tiên này là 28 triệu một mẹ một con ha Con là một bò cái ba bơ nha Cái con bò con này chị mình đem về làm giống cũng được nha chị ha Đó Bò bê đen này con đó Mình đem về nuôi làm giống rồi Sau này đồ gây giống nó cũng ok nha Hoàn toàn nghiêm chỉnh Để xem mẹ con số 2 nè Mẹ con số 2 này thì mẹ thì à à, tới tết thì đèn quèn ha mẹ thì có tàn cao mét ba bò nha đó rúng thì rúng đây chèn nè vú bốm cũng nghiêm chỉnh ha đó gì không giò cẳng đồ chân móng chị gì không ok ha móng sò anh chị đó cái con bò mẹ này thì nó có tàn nó cao là một mét ba bò nha đó bò mẹ thì thuộc về khung tàn lớn anh chị đó bò mẹ thì cao 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 bò ha đứng thì đứng sắc nhất anh chị đó bò mẹ thì cũng không có len giá điểm mi gì nha cũng hoàn uh, thiện không có không có tặc lỗi chỗ nào anh chị đó sái bóm đồ nghiêm chỉnh dậu rúng đồ đầy đủ nè đó giò cẳng này chân móng này đứng hoàn thiện không có bú giò hay ép xe đồ đi đứng cà giật cờ giật là không có nha chị ha bao hoàn thiện nha chị học có len giá điểm mi ha cao là cao mít ba bò sắc nhất nha chị ở bò mẹ thì mới đẻ hai con nha mới đẻ là được bò cái con gì ha tốt bò không ở con bò mẹ thì mới đẻ bò con được 29 ngày nha ở ngày mai nữa là được tháng đủ 30 ngày luôn chị đó, bò con thì mới đẻ được 29 ngày nha. Đó, mẹ con này thì không có lên giá, không có đặt lỗi gì hết chơi. Bao nghiêm chỉnh ha. Bò con là bò cái nha vậy chị. Bò con thì em nghĩ là bò này cao chắc cũng khoảng gần 8 tấc bò nha. Đó, cao gần 8 tấc bò mới đẻ được 29 ngày mà nó mát sữa anh chị. Đây là bò con thì nói chung là cũng khá là mời bò ha. Tại bò con thì nó đúng vàng da anh chị dặn lưng là lưng đôi ha. Mấy con này thì đẻ con tốt anh chị. Mẹ thì cao cao đèn ha mẹ thì mới đẻ hai con à. đây là đường sinh sản mình nuôi á thì nó còn khá là lâu nha anh chị khá là lâu và dài ha đó mẹ anh chị mình thấy không mẹ thì hiền dạng lắm nha đó mẹ hiền anh chị bò này thì nói chung là gốc cát thì nó đúng mò nha anh chị ha chuẩn bò về cứ mình nuôi bình thường anh chị ở mẹ con này mẹ con cái nha anh chị thấy bò con mát sữa không chị bò con này thì đầu trụi nha xái tích từ đèn quen đó điểm quay cần đi cho chị coi nè bò con này thì lưng là lưng đôi nha đó lưng đôi nó dọn đòn về sọc anh chị mình thấy không bao nghiêm chỉnh nha anh chị con thì mới đẻ được 29 ngày nè dậu rốn nghiêm chỉnh dò cẳng đi chân móng đi trước sau còn móng sò nha đó bao tất đặt cho anh chị mình nha hoàn thiện thì à, giá mẹ con đàn lớn này em cập nhật luôn nha mẹ con này thì mới đẻ 29 ngày anh chị nên là giá tiền thì nó cũng ít tiền ha 23 triệu 500 anh chị đó 23 triệu 500 nha mình mua được con mẹ tàn lớn cao mét 3 nè với mình đang gom con làm bò cái luôn nói chung là một mẹ một con nha giá chỉ có hai ba triệu năm trăm mà hả chị mình thấy giá bò em đưa lên không mấy cái con bò này con bò đẹp đẹp không nha chị ha đó chị mình mà muốn mua thì mạnh dạng alo cho em ha? là mình chốt được mấy con bò mẹ con ngày hôm nay nha thì anh chị mình mua hết hai mẹ con này thì em bao xếp cho anh chị mình nha anh chị mình ở bình phước hay là đất 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 nông gì cứ mua hai bộ thì em bao xếp cho anh chị mình luôn nha đó thì uh, thôi video này em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình tại đây nha anh chị mình nhớ làm bấm cho em một cái nút like, like ha, cái nút nhọn nhọn trên màn hình nha anh chị ha. bấm like cho em để uh, em có động lực để uh, tiếp tục uh, ra những clip uh, cập nhật giá bò thường xuyên rồi cho cô chú chị mình coi hàng ngày nha